Các bạn đến với channel của mình là DJ Võng đây. Thì mình sẽ tiếp tục với tựa game King Legacy nha các bạn. Thì lần này thì mình sẽ gọi là sao ta, review nhỏ nhỏ về cái trái cung biết mơm nha các bạn. Tại vì sao mà trái cung mơm này từ Legend mà trở xuống thành Epic nha các bạn. Đấy, tại vì sao từ Legend trở xuống thành Epic nha. Thì tại sao một cái trái mà gọi là sức mạnh của một tứ hoàng các bạn không, trong phim One Piece đó, một tứ hoàng rất là mạnh luôn, có thể gọi là ngang hàng với Kaido luôn, mà cái Kaido lại Legend, mà lúc đầu trái này cũng Legend luôn, nhưng mà tại sao lại xuống Epic nha các bạn. Đấy rồi, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn đặc điểm mà tại sao lại bị xuống nha các bạn, vì sao bị xuống nha. Thì mình sẽ đầu tiên sẽ test cho người bó trước, xong mình sẽ test vô du biển luôn nha các bạn. Là mình sẽ nói chung là du biển như là mấy con boss bự luôn á đó, còn bo như là tính như là mấy quái nhỏ nha các bạn. Đấy là so vậy luôn cho nhanh, chứ bây giờ mình đi quánh từng quái thì lâu lắm, đó là vậy. Thì mình so hai cái thôi rồi ha. Đầu tiên á, trái Big Mom này nha các bạn, là có 4 chiêu đúng không, 6 chiêu các bạn nhìn đi, 6 chiêu, nhưng mà chiêu 3 với lại chiêu Z là không tính đúng không. Đấy là chỉ có 1, 2, 3, 4 thôi, 4 chiêu đánh thôi. Rồi bây giờ sẽ thử vô bo nha, coi lượng đam vô người bo như thế nào nhá. Còn lại thì có gì mình sẽ đánh qua du biển các bạn, rồi mình sẽ nói thêm cho các bạn ha. Rồi bây giờ chiêu đầu tiên sấm sét. Đó, bây giờ đấy, đây là đam vô người nha các bạn, có 9.000 đam. Bây giờ đây thử lại tiếp nha. Đó, ơi ai vậy, ai vậy, ai vậy, à ai vậy, à bb à, à bung bê, u đau 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 thế, ủa ai thế, ui đông vãi, ui một đống luôn vãi, một đống luôn nha các bạn. À đang bbb lột, đang review lại muốn bbb à, ra 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 ra, đại chi đại chiến lại là đại chiến lại thôi. Vãi, đang review, đang review mà mấy bạn này vô đánh đúng không. Rồi nha, các bạn đã khơi màu một cuộc chiến rồi. Early vô, early vô, early vô, early vô, early vô. Đây 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 đây, bạn này một bạn này nè, một người đấy, các bạn đã thấy chưa, cái này sau ti đã lắm. Ê không, early vô, đâu 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 kìa, ai nữa kìa, ai nữa kìa, y xin à bay. Ủa bạn này đâu có bực gì đâu, bạn này không bb. Ờ à, khơi màu cuộc trục chiến rồi. Trời ơi, chưa gì nãy mình thấy bạn không đóng luôn, đóng không đánh nhau. Rồi hai bên kia, à hai bên kia, à rồi 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 rồi, ờ à, được rồi được rồi được rồi, ổn rồi được rồi. Gì ai vậy, ơi né kìa, ai đây, sao đâu muốn đánh không, ủa cái gì đâu, muốn khơi màu cuộc chiến đúng không. Cuộc chiến tại One Quốc. Từ từ từ. Rồi thôi được rồi, review tiếp nè. Rồi, rồi review review review. Đây review lại. Đáng review. Bạn nó muốn khơi màu một cuộc chiến rồi. Các samurai trỗi dậy. Ơi. Bấm nhầm. Bấm nhầm các bạn ơi. Với lại hai kỳ né này, à lộn, hai kỳ bá dương này cùng cùng level các bạn không có ngon. Rồi ha, bây giờ review lại với bo nha. Rồi thì các bạn sẽ thấy là cái gì á, gì gì, rồi các bạn sẽ thấy nha, cái chiêu mà điện vô người mà điện mà vô người của người, các bạn thấy không, đam nước ít luôn đó, đam có 9.000 nha. Bây giờ mình sẽ c đi qua đây, bo đi qua đây, từ 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 qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, dính mấy bạn khác là đam lên đấy, không có review được đâu. Đây 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 đây, tại bo là mình tính bo là được đeo cái dây chuyền luôn nha bạn, đó dây chuyền này giảm đam luôn nha, đam vô người cái gì khó đấy, từ từ đây giờ thử vô người bo nha bạn. Đây bạn sẽ thấy nha, đó thấy chưa, đó chúng nha, có 14.000 đam phải không, yếu phải luôn đấy, lượng đam khá là yếu luôn đấy. Mình nghĩ là những cái trái khác như là trái rồng nè, trái rồng mình nghĩ đam to nha bạn, rồng đam to lắm á, rồng nè, rồi với lại mochi là đam rất là to nha. Còn phunix, Phoenix thì đương nhiên đam, mình nghĩ đam Phoenix không có to đâu, nhưng mà Phoenix được cái là hồi máu bạn với bay quánh được. Đấy, Phoenix vừa hồi máu và vừa bay quánh được, nên mình nghĩ là cái đó là đặc điểm mà Phoenix được lên Legend đó các bạn. Chứ đam Phoenix cũng không to lắm đâu, nhưng mà Kaido với lại trái Mochi đam rất là to nha các bạn, thực sự. Rồi, tiếp tục nha, chưa sấm sét nha. Đây sấm sét, bỏ ra đây, đứng đây, đây đứng đi. Chưa chưa dính đây khó quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi 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 rồi, đây thì mình đứng đây, mình sẽ chia vô đây nha các bạn. Chứ chúng các bạn khác mình không review được. Đó, thì thử với boy bạn thấy chưa? Đó. Có 12.000 à. Đấy. Có 12.000 à. Và chưa còn chưa bê nha. Rồi từ làm mấy bạn này tới rồi. Mình sẽ đứng bên đây. Rồi chúng bạn kia X2 đang lên đấy, qua đây bo. Cực vậy. Rồi rồi bê, 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 bê. Rồi 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 bê nha. Đây các bạn thấy thả lưỡi nè. Đấy.
Ô chiêu này đam to nha mày. Ô chiêu này cũng 16k đam đó chứ. Rồi, đó, thấy chưa? Đam rất là to nha. Vậy là mình sẽ cộng lại cho bạn thấy nha. Vậy là chiêu chiêu X nè, với chiêu V cộng lại là nhiều lắm có hai mấy k đúng không? Còn chiêu C mười mấy k với lại chiêu B cộng lại là 30k đúng không? Là nói chung là bốn chiêu cộng lại đi là 70k máu thôi, đúng chưa? Và cái đó là đặt cái đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai á, một cái khiến cho cái gì cuộc chiến lại khơi màu á. Cái thứ hai á, mà khiến cho cái chế mâm này yếu nữa các bạn thấy là khi mình sử dụng một chiêu nha. Đó bạn thấy không, mình sử dụng một chiêu nè, mình sẽ bị đứng khá là lâu luôn. Đó bạn thấy chưa, mình đứng cỡ 1-2 giây lận, cỡ 1 giây 2 giây ấy. Là lúc đó, đó bạn thấy chưa, cái đô thì nhanh nha, cái đô bắn cái điện nó khá là nhanh thấy chưa. Đấy, nói chung là các bạn để ý mấy cái trái khác á, như là cây đô đi, cây đô thì biến được tăng máu, đúng không, biến đồng tăng máu, nhưng mà đam AOE với lại khá là to, môn chi cũng vậy. Đấy, còn khi chiếc môn này các bạn sử dụng nè, chiêu C nè, đó. À, chiêu C này thì được vừa di chuyển vừa được, nhưng mà mấy bạn mà vừa di chuyển mà các bạn vừa di chuyển mà vừa thổi thì các bạn thấy không, có 12 hit đó, có 1700 đam, trời ơi 12 hit có 1700 đam. Đấy, còn cái chiêu X này các bạn nhìn là mình đứng im đó, đứng im 2 giây luôn á, mình đoán có thể là 2 giây luôn, là bạn khác vô dồn cái cây Emma vô mình là tan liền luôn. Đấy, là vậy. Tiếp tục chiêu V nha, chiêu V mấy bạn nhìn nè, mình cũng đứng nè. Đấy, cũng đứng cỡ 2 giây lận. Mà chiêu này cũng dễ né nữa không? Khi mà cái quả cầu giám sát vừa tới á, các bạn khác dịch chuyển ra hoặc né ra là xong rồi. Đó, còn chiêu B nè. Đấy, cái chiêu lửa này thì hình như là chiêu lửa này thì có thể vừa di chuyển mà vừa quăng ra nữa bạn. Nhưng mà các bạn xài chiêu B vô không? Các bạn không thài kèm vô cái gì được nữa, thấy chưa? Không có xài kiếm hay cái gì vô được luôn. Hả? Nên một cái mình thấy khá là gọi là tù ấy bạn, khá là yếu đối với chế biến mâm. Cái gì đó là vậy rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đánh vô biển thử cho bạn xem cái chế biến mâm này đánh vô vô biển á đam có to hay không nhá. Rồi hiện tại thì hiện tại thì vô biển nó ra ở server thường nhớ bạn, đó mình đứng mình che chung với mấy bạn này ở đây. Thì lần này thì mình sẽ cho bạn biết tại sao mà chế biến mâm lại xuống từ Legend xuống thành Rare nhớ bạn, một trái của Tứ Hoàng, tại sao lại xuống như vậy nhá. Rồi từ để em lấy trái biết mâm ra ăn đã. Tại nãy mình mới vừa đổi bạn, mình xài trái khác để mình chơi cho đã hơn. Đó, tại biết mâm không có thuộc dạng là ngon lắm mấy bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng trái biết mâm đánh vô biển cho bạn xem nhá. Rồi ăn vào. Rồi nhá. Rồi mua thiệt. Ủa cái gì vậy? Cái gì cái tiên cái sắp bể thôi. Trời ơi, đi. Go. Đó bạn hãy nhìn từ xa là thấy luôn cái đảo của du biển liền luôn rồi. Lên thuyền với mọi người ơi, đi thôi mọi người ơi, mọi người đi. Rồi, để mình đi tới đánh du biển cho bạn xem nha. Cái chết mồm. Ui cái gì? Ui. Đi. Rồi để bay, bạn đó có PK bay luôn á, bạn đó có PK bay luôn á. Rồi. Chết mồm bạn thấy nha. Đúng là có nhiều chiêu thiệt á. Ui sao rớt hết rồi. Ủa. Rồi mọi người bay riêng luôn. Mọi người bay riêng luôn cho lẹ. Mọi người bay riêng luôn cho lẹ chứ đi vậy lát hồi rớt á. Tại đứng trên thuyền này không có chắc chắn lắm đâu bạn ơi. Đó, cái thuyền này nhiều lắm là nếu mà đứng đúng nha bạn, đứng đúng á thì sẽ được cả 2-3 người à. Còn mà đứng sai phát là rớt liền à, hoặc là mình sẽ bị bóc đầu lên đó bạn. Thuyền này bựa vậy đó. Rồi. Tuy biết mơ các bạn thấy ha. Một chiêu là để chịu hò rồi đúng không? Là chắc chắn mà không thể nào mà xài rồi. Là còn có 1 2 3 4 là có 4 chiêu đánh thôi. Đó, các bạn nhìn dài thôi nhưng có 4 chiêu đánh à. Còn Mochi á, Mochi các bạn thấy ha, Mochi tuy có 1 2 3, có 5 chiêu thôi nhưng mà ở 6 chiêu chứ, Mochi cũng 6 chiêu. Một nhưng mà 6 chiêu của Mochi đều có đam nha các bạn. Đó. Các bạn có thể thấy riêng Mochi nha, Mochi 6 chiêu đều có đam luôn. Còn biết mồm là hết 1 chiêu chịu hò đúng không? Với 1 chiêu bay rồi nên hai chiêu này là không có đam đúng không? Là chỉ có 4 chiêu có đam thôi. Đó là vậy. Đó, và mình sẽ nói cho các bạn tại sao mà cái trái của Big Mom lại thua mấy cái trái Legend còn lại thôi nha. Ba trái đúng không? Như Phoenix nè, Dragon với lại gì Pháp Sư Trung Hoa nữa hả? Chưa gì mình thấy. Rồi đúng rồi bạn ơi, Pháp Sư Trung Hoa luôn. Ôi, auto server thường là sẽ có Pháp Sư Trung Hoa đấy. Phải. Vậy là cứ server thường là có Pháp Sư Trung Hoa nhé các bạn. Đã vậy. Thì tính ra đánh vậy nhanh các bạn, đỡ. Chứ mình cũng lười đánh lâu lắm các bạn ơi. Thực sự. Đó, chứ đánh bình thường đánh khá là lâu. Nhưng mà có Pháp Sư Trung Hoa vậy đánh nhanh lắm. Vậy mình có thể đứng review luôn. Còn Pháp Sư Trung Hoa chỉ cần đứng đó quánh thôi. Vãi thiệt rồi. Rồi, đây bật Haki là các bạn thấy à. Đó, có một số Pháp Sư Trung Hoa sẽ đứng ở giữa đó và quánh liên tục. Rồi ha. Đầu tiên là chiêu này chịu hồi hai thú cưng ra đúng không? Rồi, chiêu tiếp theo sấm sét. Đó, chiêu sấm sét. Đó phải không? Cái chiêu này đao cũng có thể to đấy. Các bạn thấy chưa? Đao 50,000 là to nha các bạn. Vô như vô tại vô biển mới bự các bạn, vô biển đao mới to vậy thôi.
chứ vô người thì đá hố to lắm đâu. Để chiêu C phun lửa nha. Bà nhìn phun lửa nè. Đó, cái phun lửa này là có 15k đam thôi, gọi là khá là yếu á các bạn. Nó đánh vô biển khá là yếu luôn. Đấy là vậy. Thì hồi nãy mình đã review cho bạn vô người đấy. Bây giờ mình review qua chép qua đánh vô biển luôn cho bạn xem đấy. Đó, đó mới lý do tại sao mà admin nép á các bạn. Đó, chiêu điện này có 12.000. Rồi chiêu B lửa thử nha. Chiêu B lửa này có 17.000 các bạn thấy chưa. Nói chung là đam của bên lửa các bạn yếu siêu luôn. Các bạn thấy ha, hai chiêu đam bên lửa luôn, yếu vãi luôn. Là chỉ có bên điện mới đam to thôi đó các bạn thấy nha. Đó nè, mình tổng cộng cho bạn hai chiêu điện nha. Đó, 51 với lại bây giờ từ từ giờ mình tổng cộng luôn nha, x với b của bên điện cho bạn xem luôn nha. Đây đấy đấy, x với c bên điện á, x với v bên điện á sẽ là 61.000 đam nha. Rồi bây giờ mình qua lửa nha. Đó, cho bạn coi bên lửa. Ôi lặn gì sao trời ơi. Ủa chút tóc tay rồi cái gì. Từ từ thôi, bình tĩnh với pháp sư, từ bình tĩnh. Chơi. Chưa kìa view đó, mày không thấy bên lửa không? Bên lửa là có 32.000 thôi, là tổng cộng 4 chiêu luôn các bạn, cộng lại đi, nhiều lắm là có hình như 6 mấy ngàn với 3 mấy ngàn, đi cho 100k luôn ha. Đó, là nhiều lắm có 100k đam mà. Đấy, và cái trái biết mơm này là các bạn thấy nha, lúc mà xài chiêu á là mình sẽ bị đứng khá là lâu luôn các bạn thấy chưa? Bị đứng khá là lâu luôn, đứng cỡ 1-2 giây là mới xuất ra được cái chiêu ấy. Đó. Và cái đặc biệt nữa đó chính là cái trái biết mơm này không có bay được nha các bạn. Đó. Cái điều đó lộn phải bay được nhầm. Phải. Không có đứng trên nước được rồi. Xong rương một luôn. Sao mà xui vậy. Chiêu 5 đá quý và ô trái re á. À trái đi đô. Rồi mình nhầm, không phải bay được mà là không có đứng trên nước được nha các bạn. Các bạn thấy Mochi thì đúng là cũng không đứng trên nước được đúng không. Nhưng mà Mochi lại được bù lại là được tất cả chiêu đều đánh được nha các bạn. Lăn cũng có thể đánh được luôn. Đấy, riêng chiêu lăn cũng đánh được, nhưng mà lăn đánh vô dù biển cũng được, nhưng mà đánh vô người được nha các bạn. Đó, còn lại thì 5 chiêu còn lại hình như là Mochi đều đánh vô được luôn. Đấy, nên Mochi khá là ngon. Rồi, và cuối cùng còn so với lại chế Phoenix đúng không? So với chế Phoenix, Phoenix là vừa bay, vừa đánh được, mà vừa có hồi máu luôn nha các bạn. Hả? Dragon cũng vậy luôn, Dragon đam cũng to nữa bạn, Dragon đam cũng ổn nè. Đấy, mà có thể vừa bay vừa đánh được nữa và có thể tăng máu cho các bạn luôn. Đó, nên mà nên so cho bạn thấy đó, là cái trái này tuy là của tướng hoàng Big Mom, nhưng mà so với lại ba trái còn lại như là Marco nè, Dragon với Mochi là không thể nào mà hơn được luôn á bạn. Đấy các bạn không, không cái gì mà hơn được luôn. Nên cái trái Big Mom này bị hạ xuống thành re cũng đúng, ở lâu cũng epic á chứ, epic. Đó, hạ xuống thành epic cũng đúng nha các bạn, admin hạ xuống vậy là cũng hợp lý rồi. Đó, vậy mình tổng cộng là cho bạn tại sao re-rớt nha. Đầu tiên hay nhiều chiêu đúng không, cũng có thể bay được luôn đi. Đấy, có thể bay được luôn, nhưng mà chỉ có 5 chiêu đánh thôi. Ở 4 chiêu đánh, không tới 5 luôn chứ, 4 chiêu đánh thôi, nhưng mà 4 chiêu này cộng lại cũng khá là ít luôn, nó không có nhiều. Đấy, và khi mà đòn đánh ra chiêu, các bạn thấy nha, chiêu của 4 chiêu này á, chiêu nào cũng gọi là bị đứng lại bạn khá là lâu ấy. Đấy, còn khi các bạn xài lửa nè, tuy là thổi vậy đó, nhưng mà thổi vậy đâu có xài được chung chiêu nào khác nữa đâu đúng không, chỉ có thổi vậy thôi là hết rồi. Đó là vậy, nên admin giảm cái trái Big Mom này xuống epic là hợp lý nha các bạn, cũng đúng thôi. Đấy, chừng nào mà cái trái này á có khả năng mà sao ta, giống như là của Big Mom ở ngoài luôn các bạn. Big Mom ở ngoài Wannabe thiệt á là tăng nhiều sức mạnh lắm nha, chứ không phải riêng về chỉ có hai quả còi đâu, rất là nhiều thứ luôn. Đấy, như là bên Lockroot đi là các bạn có thể triệu hồi ra được cây rồi hồi máu cho nữa đúng không, còn trong này không có. Đấy, nên trái này xuống epic là cũng đúng nha các bạn. Rồi, thì sau khi mình đánh cho các bạn du biển thì các bạn cũng thấy đó, tại vì sao mà trái Big Mom được giảm xuống còi epic rồi, các bạn hiểu ha. Rồi, chắc còn các bạn nào muốn có ý kiến gì nữa thì các bạn cứ comment ý kiến các bạn bên dưới nha, cho mình biết nha, để có gì mình sẽ đọc comment của các bạn, mình thả tim và mình xem coi mình có nói thiếu chỗ nào nữa hay không. Đó là vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Còn giờ thì bye bye, hẹn lại các bạn những clip lần sau nhé.